Ta xuyến con đường hoa ban tím nở rộ trên quê Bắc. Những ngày này, trên con đường vào khu di tích đặc biệt quốc gia Kim Liên huyện Nam Đàn, Nghệ An, hoa ban bung nở tím rực cả bầu trời như một bức tranh tuyệt đẹp. Con đường Soviet dài khoảng 1,3 km đi vào khu di tích đặc biệt quốc gia Kim Liên mùa này như được khoác áo mới bởi sắc tím của hoa ban. Hoa ban mang ý nghĩa đem tới những điều tốt đẹp trong cuộc sống, biểu tượng cho khát vọng, ý chí kiên cường, bất khuất trước nghịch cảnh, thể hiện sự thanh cao, chân thành, nồng ấm nghĩa tình. Hoa ban tím tuy không hương nhưng có vị ngọt thanh, mỗi bông hoa đều có 4 đến 5 cánh, nhị hoa màu hồng, ngân hoa màu tím loài hoa đặc trưng của núi rừng tây bắc thường có màu hồng tím xen lẫn màu trắng khoe sắc dịu dàng say đắm lòng người nhiều năm nay con đường xô viết thường được mọi người gọi bằng tên chiều mến là con đường hoa ban hàng ngày khu di tích kim liên đều bố trí công nhân vệ sinh chăm sóc hàng cây những cánh hoa mỏng manh khoe sắc hương năm 2018, UIR Ba Nhân dân tỉnh Nghệ An phê duyệt dự án phát triển cây xanh bóng mát huyện Nam Đàn giai đoạn 2017 đến 2020. Ban quản lý rừng đặc dụng huyện Nam Đàn được giao trồng 296 cây hoa ban trên tuyến đường Soviet một năm sau con đường hoa ban này được bàn giao lại cho khu di tích đặc biệt quốc gia kim liên bảo vệ và chăm sóc cho tới nay hoa ban còn được trồng ở đường lên đền trung sơn quê nội khu mộ bà hoàng thị loan thân mẫu chủ tịch hồ chí minh tạo điểm nhấn cho người dân và du khách mỗi khi về quê bác